Em không cần. Đây. Cái gì? Cái gì từ từ đóng cửa vào nhau, tắt mời quay vào đây cái gì? Tần nhà chưa lắp dây, lắp cái gì à? Sao tần nhà chưa lắp dây? Tần nhà không lắp dây sao mà lắp được? Dây gì? À cái này đúng không? À cái để nối hấp đúng không? Vâng ạ. Lắp ở đâu ấy nhỉ? Đâu? Đây này. Đây này thấy không? À đúng rồi, đây lắp được, đây chị lắp luôn đây, chị, em chờ chị đi. Xin chào mọi người đã quay trở lại với Hacom. Các bạn thân mến, gần đây có một cái tin đồn cho rằng là AMD sắp sửa cho ra mắt dòng chip series 7000 trong tháng 9 tới đây thôi chứ không phải là chờ đến cuối năm nữa. Nhưng mà kệ tin đồn thì vẫn cứ là tin đồn. Vậy thì với những cái người dùng mà họ chưa có cái nhu cầu gọi là nâng cấp cái hệ thống của mình, vẫn muốn sử dụng những con chip sử dụng socket ARM4 thì như nào cũng không cần phải quá lo lắng đâu mọi người. Bởi vì trong một cái cuộc họp báo gần đây thì chủ tịch CEO của AMD cũng đã khẳng định rằng là họ sẽ vẫn tiếp tục đồng hành cùng với dòng chip này trong rất là nhiều năm tới. Thế nên các bạn mà sử dụng socket ARM4 thì cứ yên tâm nhé. Và chính vì thế ngày hôm nay mình quyết định là sẽ làm một video full AMD để cho thấy rằng là hiệu năng của những con chip sử dụng socket ARM4 vẫn đang rất là ổn và có thể phục vụ rất là tốt những nhu cầu của anh em. Và bây giờ thì tất cả các mọi mặt hàng điện tử đều thuộc dạng khan hiếm hết. Thế nên là anh em nào mà có nhu cầu, ví dụ chưa nâng cấp lên dòng 5 ấy, thì cứ thử trong cấu hình ngày hôm nay, biết đâu lại cho các bạn một bộ recommend nào đó về bộ PC nào đó phù hợp với giá tiền của mọi người. Và ngày hôm nay thì ngân sách của mình có khoảng cỡ trên dưới 60 triệu gì đấy, cho nên nghĩ đây sẽ là một bộ PC cũng tương đối là cao cấp rồi. Những linh kiện mà mình chọn ngày hôm nay cũng sẽ trong cái tầm giá như vậy. Vậy thì với 60 triệu thì chọn CPU gì? Đương nhiên phải chọn CPU mạnh một xíu. Đây, đằng sau mình đây. Chắc các bạn cũng thấy rất là quen bởi vì cái cấu hình ngày hôm nay cũng khá là giống với một cái cấu hình mà bọn mình live stream gần đây ấy, cách đây 1 hoặc 2 tuần gì đấy, cũng không nhớ rõ lắm. Cũng full AMD. Thì đây mình sẽ lựa chọn con Ryzen 9 5950. Con này thì sẽ có 16 nhân và 32 luồng, rất là nhiều và rất là mạnh. Và lát nữa thì mình để xem là cái con này cộng với cả con cảm màn hình của Asus, một sự kết hợp giữa AMD và Asus nhá. Đó, một con cảm màn hình đó là RX 6750 XT, thì chúng ta sẽ chơi được những cái tựa game như thế nào, với FPS như thế nào, nhiệt độ như thế nào nhá. Đây, một chiếc mainboard của Asus dòng TUF Gaming nhá, B550M Plus Wi-Fi, kích thước MATX. Thực ra lắp vào cái cây này thì nó còn hơi bị chống chải đấy, nhưng mà không sao, chúng ta còn có tản nhiệt của NZXT nữa, thế nên là sẽ là vừa thôi. Đây, đây chính là chân dung chiếc CPU Ryzen 9 5950X của chúng ta, với 16 nhân và 32 luồng, và vẫn là socket ARM4, vẫn là kiểu chân dài dài như thế này. Thực ra nó chỉ căng thẳng một xíu bởi vì cái chân của nó khá là dài thôi, mình chỉ sợ lắp lệch là rất dễ là bị gãy chân. Đấy, còn với thế hệ mới thì chúng ta sẽ gọi là giảm thiểu được điều đó. Đây, mình đã lắp xong nó vào cái main rồi. Chiếc main này thì sẽ có 4K RAM nhá, có LED, có fan, các thứ đầy đủ. Kiểu những chiếc main của dòng TUF thì nó sẽ có trang trí một xíu về những cái họa tiết kiểu vàng vàng như này á, để thể hiện được cái màu sắc TUF gaming của nó. Và đương nhiên là những chiếc main mà có kết hợp với socket của AMD thì nó sẽ có sẵn cái gông tản nhiệt ở đây. Lát nữa mình lắp sẽ dễ hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với RAM. Con RAM này rất là hoàng gia nha mọi người. Con RAM này là tận 12 triệu mấy, 12 triệu rưỡi thì phải. Đó, đến từ G-SKU, RAM DDR4 bus của em này sẽ là 3600. Một kíp RAM này thì sẽ có hai thanh, mỗi thanh 16GB, tổng là 32GB. Chúng ta sẽ lắp vào khe thứ 2 và khe thứ 4. Chiếc RAM này thì xuất hiện trong khá là nhiều những video của chúng mình rồi. Nói chung là những cái dòng cao cấp thì bọn mình hay recommend cái kíp RAM này. Mình đã có kinh nghiệm lắp cái này rồi. Đầu tiên lắp á, mình thấy là nó gờ cái này ấn vào rất là khó, nhưng bây giờ mình đã lựa được tay và lắp nó dễ hơn. Em này thì đẹp khỏi bàn rồi. Rất là hoàng gia. Nha. Yeah. Rõ ràng là so với những ngày đầu tiên thì mình cảm thấy mình đã có tiến bộ cho sự lắp RAM rồi. Chỉ cần khoảng cỡ 10 giây là lắp xong, còn môi. Những lần đầu tiên những con RAM rất là đơn giản thôi mà mình ấn mãi không xuống được. Kiểu sợ bị đau á. Hôm nay mình sử dụng một trong hai cái sự tùy chọn này. Nói chung là sẽ là khoảng SSD của Kingston. À đâu, của Western Digital chứ. Sẽ là 500GB SSD, nhưng mà chắc là mình sẽ lựa chọn cái này. Cái ổ cứng này mình hay sử dụng trong các bộ máy livestream hoặc là những cái bộ máy bọn mình lắp đặt để test đó. Thì nó có sẵn những cái nhiều như kiểu là Win hoặc là những cái phần mềm hoặc là game bọn mình đã cài sẵn ở trong đây để tránh mất thời gian trong lúc lắp. Cái main này thì có sẵn một khe này, hai khe M2. Một khe đã có tản nhiệt rồi, nhưng mà mình sẽ lắp ở khe trên này thôi. Bây giờ mình sẽ đến với vỏ cây nhá. Cái vỏ cây này thì tương đối là to. Mình đã lựa chọn đó là Lian Li Cu, cái gì nhỉ?
Lan Kun 2 Mesh. Một cây này là 2 triệu rưỡi đấy mọi người. Chúng ta sẽ không cần phải tháo ốc ở cái mặt kính với cái mặt ngoài này, mà nó sẽ được kết nối với nhau bằng nam châm thôi. À, đây. Đó, bằng nam châm thôi nha. Sau đó chúng ta sẽ mở cái bên trên. Sau đó chúng ta sẽ bỏ cái bản lề này ra. Như chúng ta đã thấy thì ở mặt đằng sau này thì nó sẽ có sẵn những cái trang bị kiểu như là che hết luôn cái phần DJ. Mình sẽ phải DJ rất là đẹp và gọn gàng ở trong này thôi, nó sẽ không lộ ra ngoài quá là nhiều. Khiếp, đây là nguyên cái dây front panel luôn đấy mọi người. Nguyên cái dây fan với front panel luôn. Ở mặt đằng trước thôi nó đã nhiều dây như thế này rồi. Tí nữa cho dây nguồn vào nữa thì thôi đấy. Chặn main của chiếc mainboard B550M này rất là đẹp nha mọi người. Của Asus rất là đẹp luôn, có in các họa tiết kiểu của TUF Gaming các thứ vào đây. Chiếc mainboard này thì sẽ có cổng Type-C ở đằng sau cho mọi người này. Có 6, tổng cộng 6 cổng âm thanh luôn á, ở đằng sau luôn. Nếu như các bạn muốn tham khảo bất kỳ một cái dòng main nào hay là một cái dòng sản phẩm nào thì các bạn có thể lên kênh Hacom Quick Review. Đó, bọn mình có cả TikTok, cả YouTube về cái kênh đó để có thể review nhanh rất là nhiều những cái mẫu sản phẩm. Ví dụ như đợt vừa rồi mình và Hoàng đã review khá là nhiều về mainboard này. Rồi là các sản phẩm như là RAM, như là USB, thậm chí là HDD hay là TP-Link Wi-Fi cũng có ở trên đó luôn á. Và nếu như các bạn muốn mua các sản phẩm của AMD thì hiện tại Hacom vẫn đang có rất là nhiều những CPU, các màn hình vân vân và mây mây đến từ AMD. Ai nhưng mình nhớ là trong cái đợt này đang có khuyến mãi gì đó đến hết tháng 9 thì phải. Đúng rồi, đang có khuyến mãi là nếu mà các bạn mua các sản phẩm ví dụ như chip này, ví dụ như card vân vân, nói chung là của AMD là được, các bạn sẽ có cơ hội nhá. Sẽ có cơ hội nhận được rất là nhiều phần quà. Hình như trong đấy mình đọc ngay dòng đầu tiên mình thấy là iPhone 13. Ôi trời ơi. Đó mọi người, nếu mà anh em nào mà đội đỏ thì mua đi, trong đợt này đang có khuyến mại đó, ra ngay Hacom gần nhất. Một chiếc tản nhiệt rất là đẹp đẽ của NZXT. Tản nhiệt đã được dùng trong khá là nhiều livestream rồi bởi vì nó đẹp quá. Cái tản nhiệt này nó sẽ có cái màn hình mà mình có thể lựa chọn hiển thị trên đấy. Đây là hiển thị cơ bản nhất, đang là hiển thị nhiệt độ này. Còn nếu mà mình muốn thì mình có thể hiển thị ví dụ hình hoặc là GIF hoặc là cái gì đó mà các bạn thích nhá. Sắp tới trên cuối trang web của Hacom mọi người cũng nhìn thấy rồi, là mình đã nhìn thấy hai cái biển khai trương lấp lánh ở Thái Nguyên và ở Thanh Hóa. Đó, trong tháng 7 sắp tới thì chúng mình sẽ khai trương thêm hai cơ sở đó nữa. Thế nên là anh em ở Thái Nguyên với anh em ở Thanh Hóa cũng dần dần xếp hàng đi thôi. Bởi vì hôm bọn mình đến đấy đó, quay clip lên là ôi trời ơi, rất là nhiều anh chị em là xếp hàng từ rất là sớm, 5:30, 6 giờ, thậm chí là có người xếp hàng từ hôm trước để kiểu săn được những cái phần quà. Nói chung là danh mục sản phẩm sale thì rất là nhiều, và đa số những cái sản phẩm giá trị như là cả màn hình thì sale thậm chí là đến 50%, 40-50%. Một cơ hội rất là tốt để cho anh em có thể sở hữu được những cái sản phẩm tốt hiện nay. Mấy cái mainboard mà có sẵn gông này của AMD ấy thì rất là tiện. Bây giờ mình tháo ra xong rồi mình chỉ cần lắp cái kia vào nữa là xong. Lắp cái tản nhiệt vào nữa là xong. Trước khi lắp cái tản nhiệt này vào thì mình sẽ phải lắp nguồn trước, bởi vì là nó sẽ rất là cấn ở chỗ CPU này. Lắp tản nhiệt xong là lại phải dê rồi tháo. Thế nên rồi mình tháo nguồn ra luôn. À, nếu mà bạn nào ở xa quá mà không mua được những cái sản phẩm AMD để nhận phần quà thì mọi người có thể lên Shopee của Hacom nhá. Hacom cũng có Shopee rồi. Đấy, mọi người ở xa thì những cái tỉnh thành mà chưa có cơ sở, chưa có chi nhánh của Hacom ở dưới đó thì có thể là lên Shopee để mua hàng. Và đương nhiên là mua hàng ở Shopmall thì lúc nào cũng các bạn cũng sẽ yên tâm hơn. Và Shopee nó sẽ có khá là nhiều những cái ưu đãi để dành cho mọi người. Bây giờ lắp nguồn rất là tiện nha các bạn, bửa hai này ra thông thoáng luôn, tha hồ cho nguồn vào. Bây giờ thì mình sẽ cắm cái dây CPU trước để tí lát nữa mình lắp tản nhiệt thì nó không bị cấn. Đây, bây giờ bạn sẽ đưa ra như này đúng không? Xong rồi bạn lại phải vòng lại, bởi vì cái đầu nó ở trên này. Rồi. Bây giờ chỉ cần lắp cái tản nhiệt này vào. Ôi bây giờ mình phải xoay đã, ướm thử xoay, bởi vì hôm nọ lắp livestream Hoàng nó đã lắp nghiêng hẳn bao nhiêu độ? 15 độ à? Kiểu ở trong cái phần mềm của nó ấy, thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn xoay được, nhưng mà chỉ xoay 90 độ một lần thôi. Thế nên các bạn lắp căn nào cho nó chuẩn để cho lên hình nó đẹp. Mà không thì các bạn thích nó nghiêng tự do cũng được, không sao cả. Đấy, và các bạn sẽ gắn ở vị trí này nhá. Và cái vị trí ốc ở trên này thì nó sẽ có một cái đoạn dài như này để cho các bạn trượt, thì các bạn có thể thay đổi được vị trí của chiếc giáp này nhá. Phần tản nhiệt rồi nhá, bây giờ mình sẽ đi dây thôi. Mình sẽ chỉ cắm cái dây 24 pin này thôi. Tại vì ở công ty mình là có thanh niên Hoàng, giáo sư Hoàng là thích đi dây lắm. Lần nào mình quay clip nó cũng đòi đi dây hộ ấy. Bởi vì nó kiểu
nó thích kiểu DJ kiểu gọn gàng sạch đẹp ấy, nên là phải đi này với nhau chứ. Nên là Hoàng sẽ phụ trách DJ các bộ máy. Ok Hoàng ơi. Công việc yêu thích của em đến rồi. Em thích lắm đúng không? Vâng, em thích lắm ạ. Em nhìn mày quay em nói thì em thích lắm. Vâng, mình thích lắm các bạn ạ. Vâng. Em cần cái gì? Cái gì từ từ đóng cửa vào nhau, tắt mày quay vào đây cái gì? Tản nhiệt chưa lắp dây, lắp cái gì ạ? Sao tản nhiệt chưa lắp dây? Tản nhiệt không lắp dây sao mà lắp được? Dây gì? Anh em ạ. À cái này đúng không? À cái để nối hấp đúng không? Vâng ạ. Lắp vào đâu ấy nhỉ? Lắp vào tận nhiệt ạ, cái chỗ rất là bé ở đây này. Đâu? Đây này thấy không? À đúng rồi, đây lắp được, đây chị lắp luôn đây, chị, em chờ chị đi. Lắp cái micro quên mất, micro USB này. Nó ngay đây lắp dễ mà Hoàng. Hoàng em đi đâu rồi? Hoàng đã DJ xong cho mình chiếc PC này rồi và bây giờ cũng test rồi, lên tất cả mọi thứ rồi. Bây giờ mình sẽ lắp cái cạc nữa là xong và mình sẽ test game cho mọi người nhá. Một chiếc cạc được mọi người đánh giá rất là đẹp của AMD, đó là RX 6750 XT. À, để ra đây nhé. Kể ra trong cái vỏ cây này mà mình lựa chọn một chiếc mainboard kích thước ATX thì nó sẽ vừa cái vỏ cây này hơn ấy. Kiểu bây giờ kể cả mình có lắp cạc thì nó chỉ che đây thôi thì nó hơi lộ một xíu cái dây ở bên dưới, nhưng mà cũng không sao cả. Bảo rồi đấy mọi người, nó sẽ tốn 2 slot nhưng mà nó sẽ là slot thứ 2 và thứ 3 chứ không phải là cái 1 và cái 2. Thế nên là mình chót tháo luôn cả 3 slot rồi để lắp cái ốc và cho nó đỡ sệ cạc đấy. Đấy, có thêm một cái này cho nó chắc chắn. Chiếc cạc này thì sẽ có 3 fan này, sẽ có RGB này và sẽ có cổng nguồn phụ là 8+8 pin. Đó. Giờ chúng ta lắp nốt cái này vào nữa là xong nè. Mình lúc nãy mình đã cắm test thử lúc mà chưa lắp cạc rồi. Mọi thứ đã lên đầy đủ rồi. À vào đi em. Yeah, xong. Mình setup xong rồi và bây giờ chúng ta sẽ bật cái máy này lên. Xong, lên luôn. Đây, hiện tại nhiệt độ của cái tản nhiệt của trong CPU này chúng ta nhìn thấy là 26 độ C. Đó. Chờ một xíu để cho màn hình nó lên nhá. Trong lúc chờ màn hình lên thì chúng ta ôn lại một tí về cấu hình này. À, bộ máy này là một cấu hình khá là khủng đến từ AMD với mức giá khoảng cỡ 60 triệu. Thì chúng ta sẽ có CPU Ryzen 9 5950X. Rồi chúng ta sẽ có cả màn hình đó là Radeon 6750XT. Con này sẽ có 3 fan này, 2 cổng nguồn phụ này. Rồi chúng ta sẽ có RAM 32GB với bus là 3600 DDR4. Mainboard đó là B550M Tube Gaming Wi-Fi 2 đó. Rồi tất cả cái này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái ổ cứng rất là quen thuộc, một cái ổ cứng SSD của bên phía mình đó là 500GB của Kingston. Của Western Digital, tại sao mình cứ nhầm thế nhỉ? Ok, và chúng ta sẽ để xong một bộ nguồn đó là 850W đến từ FSP Hyper-G. Và vỏ cây đó chính là Lancun 2 Mesh. Rồi, vỏ cây 2.5 triệu đó, đắt lắm. Và tất cả những cái sản phẩm có trong bộ PC ngày hôm nay thì mình sẽ để link ở phần mô tả của video này. Và ngoài ra thì trong phần mô tả cũng sẽ có cái chương trình khuyến mại mà mình đã nói lúc nãy, khi mà các bạn mua VGA hoặc là CPU của AMD chính hãng tại Hacom chẳng hạn. Đấy thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được một trong những phần quà, ví dụ như là iPhone 13, ví dụ như là đồng hồ gaming Ventoon thì phải, rồi là ghế gaming có xe nữa. Đó, một trong những phần quà rất là giá trị đúng không? Và hiện tại thì những cái chiếc CPU có socket A14 thì vẫn đang có những hiệu năng rất là tốt. Tiêu biểu như em 16x32 luồng mà mình đang sử dụng trong bộ máy này, đó là Ryzen 9 đó, 5950. Thì các bạn có thể tham khảo những cái sản phẩm đó trong link ở mình để ở phần mô tả nha. Đây, màn hình của mình đã lên rồi và mình cũng đã bật sẵn các frame rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào test một cái vài cái tựa game có sẵn benchmark trước nhá. Sau đó mình sẽ chơi game xong. Và Cyberpunk 2017 gì? Rồi, và một setting nào. Mình tạm thời tắt các frame đi cho mọi người nhìn rõ hơn nhá. Đây, và graphic này. Bây giờ mình sẽ để đấy, nó sẽ có cả ray tracing nhưng mà thôi, bởi vì con màn này nó không thể thấy được nên là mình sẽ lựa chọn là Ultra này. Ok, 2 Ultra. Ok. Rồi bây giờ đến video. Video thì chúng ta sẽ để tắt ray tracing này, để full screen và độ phân giải của chúng ta sẽ là 1920x1080 Full HD. Ok. Bây giờ thì mình sẽ chạy benchmark ha. Chu.
Ủa mọi người có thấy là đang là cái tựa game này FPS nó đang đỏ lòm không mọi người? Thạc màn hình thì vẫn đang sử dụng hết hiệu năng của nó, nhiệt độ thì vẫn là mát. Nhưng mà FPS cho ra trung bình của chúng ta đang có là 25 FPS. Trời ơi nó đỏ, thôi rồi đỏ. Ok, với cái tựa game này thì các bạn thấy là FPS nó không được thuyết phục lắm đúng không? Bởi vì nó rất là nặng và mình lại để mức setting cao nhất. Thế bây giờ mình sẽ thử sang các tựa game khác nữa để cho nó công bằng. Chúng ta sẽ đến với Assassin's Creed Odyssey ha. Đó, đấy, FPS phải so ra như thế này chứ. Mọi người thấy là ngay đầu game là đã được hơn 130 mấy FPS rồi đúng không? Đấy, đang tụt dần. Nhưng mà nói chung là nó vẫn đang hơn 100 FPS, chứ nó không giống như cái tựa game Cyberpunk kia. CPU loát thì rất là ít thôi. Và nhiệt độ mát hơn hẳn à, được 55 thôi chứ không phải là lên đến 60 nữa. Kể cả cả màn hình hiện tại, trong thời điểm hiện tại thì nó cũng chưa loát đến 100% nha mọi người. Mắc là lên đến hơn 80 thôi. Xong rồi, đây các bạn thấy là FPS trung bình sau khi mà benchmark xong thì chúng ta sẽ thấy là tâm tựa game này, cái combo này sẽ đạt là 93 FPS này. Min sẽ là 37, max sẽ là 130 đó. Thì mình thấy là với mức setting cao nhất như thế này mà các bạn chơi được 93 FPS là nó rất là ổn rồi. Khi mà mình tăng lên độ phân giải, ví dụ như là 2K, mình nghĩ nó sẽ rơi xuống khoảng 60 cho đến 70, thì cái trải nghiệm game này nó vẫn rất là mượt mà và tốt cho các bạn trong những cái tựa game gọi là AAA như thế này. Đây, tất cả những cái đặt thì mình thấy về phần graphic thì nó đều là full 2 rồi nhá. Ok nhá. Game này thì nó cũng, mình thấy là cái lối chơi gameplay nó cũng khá là ná ná gì, nó chỉ khác về mặt đồ họa thôi. Nó vẫn là kiểu rơi xuống xong rồi loot đồ, xong rồi bắn nhau, xong rồi tranh top 1 hết. Mọi người thấy FPS trung bình cho ra đang là 220 mấy FPS luôn này. Nhiệt độ thì có 5 mấy thôi, chưa đạt. CPU đang là 56, 57. Còn GPU đang là 54, 55 thì rất là mát. Và nãy giờ thì mình cũng chưa gặp ai để mà combat, để bắn nhau để cho mọi người xem cả. Bên phải. Đây là bên trái hả? Đâu địch đâu? Bên nó bắn đấy. Được rồi. Bo đến rồi. Thấy luôn, không nhìn thấy gì luôn ý. Uầy. Đấy, lúc giao tranh thì FPS tụt xuống khoảng 170 mấy thôi, tụt xuống khoảng 40 FPS. Nói chung là game này chơi khó hơn PUBG, không chơi được. Trên đây thì mình đã test qua một vài những cái tựa game mà đa số đều là AAA hết, để cho mọi người thấy được cái hiệu năng của những cái CPU socket ARM4 của AMD nó như thế nào, nó vẫn rất là tốt. Mình chỉ có một thắc mắc là không hiểu sao trong cái tựa game Cyberpunk 2077 nó lại yếu đến như thế. Không phải là yếu mà thực ra là cái FPS cho ra nó lại thấp đến như thế, nhưng mà chúng ta đã có được câu trả lời từ những cái tựa game như là Assassin's Creed Odyssey hay là tựa game Apex Legends đúng không? FPS của nó vẫn gần 100 và đây là hơn 200 FPS cho ra. Và nhiệt độ thì gần như là chả có gì để phải bàn cãi ở đây cả, bởi vì nó quá là mát mẻ. Các bạn đừng quên là bây giờ AMD đang có những cái chương trình khuyến mãi cho những ai mà mua CPU hoặc là mua VGA của AMD tại Việt Nam, thì sẽ có cơ hội nhận được những cái phần quà, ví dụ như là iPhone 13 này, hay là ghế gaming có xe này, hay là chiếc điện thoại gaming Ventoon đó. Thì các bạn nếu như các bạn mong muốn được nhận những cái sản phẩm này, và hay là đang có nhu cầu với mua những chiếc sản phẩm của AMD, thì có thể ra cơ sở Hacom gần nhất nhé. Cái link cái chương trình khuyến mãi chi tiết này thì mình sẽ để tất cả ở phần mô tả của video, cũng như là cái cấu hình của bộ máy 60 triệu mà mình đã lắp và test thử ngày hôm nay, để cho các anh em có nhu cầu BBC thì có thể tham khảo. Và đừng quên là hãy ủng hộ Hacom qua những cái kênh chính của chúng mình, ví dụ như YouTube Hacom, YouTube Hacom Quick Review, kênh TikTok và kênh Facebook nhé. Còn bây giờ thì xin chào và mong sớm gặp lại.